Sammy à, tôi có một câu hỏi này dành cho bà nè. Tôi đố bà công việc nào là công việc mà gọi là ít người dám làm nhất? Ít người dám làm nhất hả? Đúng rồi. Việc gì ta? Cái gì mà ít dám? À, cho cọp ăn. Cái gì mà công việc cho cọp ăn là trời sao? Trời ơi, sơ sậy một cái thôi là mất cái tay như chơi. Thì tất nhiên công việc nó khó rồi. Không, thật ra công việc đó nó cũng rất là bình thường thôi. Có một cái công việc này còn đáng sợ hơn nữa. Sao biết là gì không? Đáng sợ hơn à? Đó chính là bảo vệ cho bệnh viện. Chỉ có một cái rất là đáng sợ là bảo vệ cho bệnh viện là mỗi buổi tối các bạn sẽ phải đi vòng vòng bệnh viện để rọi đèn pin, rồi sau đó coi xung quanh có ai không. Thì chắc là lâu lâu sẽ có chị nào đó mặc áo trắng bay ngang qua. Tôi với Sammy, bọn tôi sẽ cùng nhau hóa thân thành bảo vệ trong bệnh viện để làm gì? Để cùng nhau khám phá thang máy của ác quỷ xấu 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 trong bệnh viện nha. Let's go! Rồi, ok, đã vào trong thang máy đây Mini. Đó, thì đây, xin giới thiệu với Sam. Đây chính là một cái thang máy của một cái bệnh viện, Sam hiểu không? Đó, thì cái trò này chơi rất là đơn giản luôn anh em. Đó chính là khi mà chúng ta vào đây nè, chúng ta sẽ đi ngoài cái hành lang này, chúng ta sẽ quan sát xung quanh coi xung quanh có cái gì, hiểu không? Đó. Ủa sao nhớ, nhìn là biết rồi, chứ cái gì đâu mà nhớ, nhớ làm chi? Mình phải nhớ những cái này để làm gì các bạn? Ví dụ như bây giờ cái này là một cái bệnh viện bình thường đi, ok. Nếu như là bệnh viện bình thường thì chúng ta sẽ qua bên cái thang máy này, chúng ta lên tầng tiếp theo. Đó, ok. Đây nè, lên tầng tiếp theo nè. Hiện tại chúng ta đang ở tầng 000 đúng không? Thì chúng ta lên một tầng thì chúng ta sẽ lên 001. Đó, ok. Và khi mà qua tầng 001 này, mấy bạn thấy nó có gì khác biệt không? Mấy bạn thấy nó có gì khác biệt không? Trời tôi đố Sam. Trời ơi, cái gì mà quá trời bóng đèn trên dây kia. Đúng rồi, mấy bạn nhìn nè, thấy không vậy? Ở trên nóc quá trời, cái này hình như là mấy cái này là mấy cái báo cháy á, bạn đó mày thấy không? Quá trời luôn. Hồi nãy tầng bên dưới lên ít hơn đúng không? Đúng rồi. Đó, tầng này nó nhiều hơn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đã đi trúng vô một cái tầng gọi là người ta gọi là tầng ma quái. Ừ, kiểu vậy. À, đó. Cái này giả mạo đúng không? Đúng rồi, cái này là thang máy 666, thang máy của ác quỷ đúng không? Đó. Lùi, chúng ta sẽ phải quay trở về thang máy, chúng ta đi lại bằng cái thang máy này. Đó, để chúng ta lên tầng tiếp theo, phải không? Tại vì nó sai đó. Cái gì mà tôi tưởng làm nghề mẫu dê này dễ. Trời ơi, khó lắm chứ bộ. Mình phải đi, mình phải gọi là coi, phải không? Mình phải tinh mắt mày, phải không? Ủa vậy mình lên bao nhiêu tầng là mình xong việc mình? Hình như là mình có thể lên được tầng 100 luôn hay sao á. Trời ơi, trời, khiếp quá nha. Rồi, bây giờ để coi cái tiếp theo nè. Cái này là tầng số bao nhiêu đây? Tầng số 2 đúng không? Ê, tôi lấy điểm khác biệt rồi đó. Có điểm gì khác biệt đâu? Tranh kỳ quá vậy. Hả? Đâu? Ủa đúng không? Bức tranh bình thường mà, đâu có gì đâu kỳ. Đó, mình phải đi, mình nhìn xung quanh nè, thậm chí phải kiểm tra luôn anh này nè. Từ từ, hồi nãy coi. Hồi nãy anh này bình thường, anh đội nón nè, ảnh mặc cái quần màu xanh dương nè, rồi đúng rồi nè. Ok, có gì khác biệt không? Có gì kinh dị không kìa? Rồi. Không có gì khác biệt hết trơn á. Rồi ok, mình đi tiếp đi ha. Rồi đi, mình đi tiếp nè. Rồi bây giờ mình đang ở tầng 2 nè, là bây giờ mình lên xíu nữa là mình sẽ lên tầng 3 nha các bạn. Đó. Ủa, nếu mình đi sai thì sao? Mình đi sai thì sao? Nếu như mình đi sai là mình phải đi lại từ đầu, từ tầng 1 phải không? Rồi tiếp theo nè, cái này là có gì khác biệt không đây? Để xem coi. À, không có gì khác biệt, không có gì khác biệt hết. Rồi. Đó, ở trên trần nhà nè, bóng đèn bình thường nè, ghế bình thường nè. Rồi. Ok, mấy cái cửa bình thường, bức tranh bình thường nè, không có gì hết nè. Ok, để lại coi thử anh NPC này, anh bệnh nhân nè. Rồi, anh buồn chứ không cười nha. Anh này vẫn bình thường. Ok, rồi, để tiếp coi. Ui. Ủa? Cái gì đây? Trời ơi. Cái này là ai mới ăn hamburger nè, làm rơi tương cà nè, đó sai rồi. Nó cà chua. Sai rồi, vậy thì mình phải đi bằng đường này lên lại tiếp, đó thấy không? Cái gì sai là quay ngược lại bạn. Đúng rồi. Cái nào đúng mình đi tiếp, còn cái nào sai mình phải đi ngược lại. Đó. Xem tí là mình nên là chỉ không đi tới luôn các bạn. Trời nó khó quá vậy. Rồi lên tầng 4 mới nè, đó thấy không? Khó lắm chứ bộ. Rồi chị coi lại nhìn nè. Rồi. Thấy không? Bình thường rồi nè. Bình thường nó vậy đúng không? Ok, rồi mình sẽ đi tiếp nè. Mấy bức tranh mình phải kiểm tra mấy bức tranh nữa nha. Rồi, anh NPC nè. Anh này buồn đó. Đó, bình thường nè, bình thường nè. Có gì khác biệt không? Bình thường nè. Hình như là không có gì khác biệt luôn á. Rồi mình đi tiếp đi nha. Mình đi tiếp đi nha. Cái gì mà nó không quá khác biệt là cứ lên thôi. Ok, mình đi tiếp. Rồi. Bây giờ là mình sẽ lên tầng 5 nha các bạn. Đó, 5, ok. 5. Ủa? What the hell? Rồi xong. Vậy là hồi nãy có cái sai. Trời ơi. Có sự khác biệt. Dạ, chết nha. Hồi nãy bọn mình vội quá, mình phải kiểm tra kỹ lại, hiểu không? Kiểm tra kỹ bạn ơi. Dạ, phải chơi từ đầu đó, bạn thấy không? Sai cái là chơi từ đầu luôn. Trời ơi, ok. Tầng 1 thì mình biết rồi. Ok, mình đi lại nè. Rồi tầng 2 là nó có mấy cái này nè. Ok rồi, vẫn sai nè, mình đi tiếp nè. Tầng 1 hồi nãy là có khác biệt đúng không? Hình như là tầng 2 mình nhớ là nó không có gì khác biệt hết nè, cho nên là mình sẽ đi qua cái cửa bên đây mình đi tiếp. Ok.
Tầng số 3 nè, hồi nãy tầng số 3 là mình tìm được chỗ khác biệt là chỗ nào ta quên mất rồi. Là nước á, cái nước. À hình như là cái nước này đúng không? À rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy mình phải đi đường này tiếp, Rồi bây giờ mình phải lên tầng 4 nè, cái tầng 4 hồi nãy là cái tầng mà bọn mình sai nè. Đó bây giờ mình phải lên mình kiểm tra lại nha các bạn nha. Tầng 4 là cái tầng nó có sự dị dạng đó. Đúng rồi, để kiểm tra coi nó khác chỗ nào nè. Ok. Biết một rút kinh nghiệm. Mấy cái cửa bình thường nè, mấy bức tranh bình thường nè. Ok. Mấy cái này bình thường hết. Anh này bệnh nhân đang ngồi cũng bình thường luôn, không có gì khác biệt hết. Máy bán nước nè có gì khác biệt không? Có cánh tay của ai lòi ra hay gì không? Không có luôn. Còn cái này sao? Cái này cũng bình thường, không có gì khác biệt hết. Ủa, vậy rốt cuộc nó khác chỗ nào ta? Ở trên nóc mấy nhà cái lịch có nè. Gì không? Nóc nhà á, nóc nhà vẫn bình thường y chang như cũ luôn. Ơ khoan, từ từ. Ê hình như cái cửa nó bự ra đúng không? Ôi cửa nó bự ra kìa các bạn. Ôi hình như cái cửa nó bự ra nè anh em đúng không? Nó đang to lên. Nó đang to lên nè bạn ơi, trời ơi. Trời ơi, vậy là cái cửa này sai mấy ní ơi. Ok ok, đi 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 đi. Cửa tự to lên kìa bạn, cửa này không to hết trơn, trời ơi. Thấy trời ơi, trời nó khó lắm mấy ní ơi, nó không phải dễ đâu nha. Rồi rồi rồi. Vậy là mình phải đứng nhìn chằm chằm để coi có cái gì khác biệt không? Đúng rồi, mình phải kiểm tra thật là kỹ nha các bạn nha. Nó không dễ đâu. Ok. Cha. Rồi, tầng tiếp theo là tầng 5 nè. Đó. Đúng đúng đúng. Ok, rồi, tiếp. Nhìn kỹ nha. Có gì khác biệt không? Có gì khác biệt không? Có con quái vật hay con ma gì nó sắp nhào ra không? Tôi biết, tôi đã sợ coi. Có gì không? Ước gì mấy cái dị dạng nó. Mấy cái bức tranh này không có gì nè. Anh bệnh nhân vẫn ngồi đây nè. Ok, không có gì hết nè. Bình nước bình thường nè. Ủa, vậy là rốt cuộc là nó khác nhau chỗ nào ta? Mấy cái này là nó hơi bị khó tìm luôn nha. Đúng rồi, em nhìn mấy cái đồ vật cái đồng hồ. Ê, cái bức tranh. Cái bức tranh nó có hình gì kìa phải không? Sao cái cục đó vậy, từ từ phải không? Từ từ, cái bức tranh. Ôi. What the hell? À, bức tranh nó hù ma mấy bạn ơi. Trời ơi. Sai, mình phải đi tiếp, Trời ơi. Ok, đói không? Nó giấu kỹ lắm mấy bạn ơi, phải kiểm tra kỹ nha. Rồi bây giờ mình lên tầng 6 nè. Tụi nó lên được 10 tầng, cái khác chắc khóc dữ lắm mấy bạn. Nó dọa tùm lum tùm la. Đúng rồi, mình rồi. Đi tầng 6. Tầng tiếp theo là tầng số 6 nè. Để coi tầng số 6 có gì khác biệt không? Bình thường nè đúng không? Rồi, tranh còn không? Cái bức tranh sao đây? Rồi, cái bức tranh nó mất con ma rồi. Ok. Tranh hù bù ma. Rồi, mấy bức tranh này vẫn bình thường nè. Nhìn kỹ của ông này có cười không? Ông này vẫn bình thường nè, không có gì hết nè. Không có gì hết luôn. Dẻo vậy? Cửa có cái tự bự không vậy? Cái cửa có cái tự bự ra không? Cái cửa vẫn bình thường, không có gì hết. Sao mà nó không có gì khác biệt hết ta? Khó chịu ghê trời. Khó chịu nha. Ông nhìn coi cái đồng hồ nó có khác biệt không? Tôi nghĩ đồng hồ nó chạy sai hướng gì nữa không nhờ? Cái đồng hồ y cũ rồi, nó không khác gì hết trơn á. Ok, tôi nghĩ là đúng rồi đó. Thôi mình đi tiếp nha. Làm ơn. Rồi, tầng số 7, làm ơn lên tầng số 7 đi, đừng có sai nha. Trời ơi. Đừng có sai. Làm ơn luôn á. Yes, tầng số 7, trời ơi. Tầng số 7. Mừng quá, tưởng sai rồi mấy ní. Ok rồi, tầng số 7 là cái gì đây? Có gì khác biệt đây? Ok. Ôi. Ê, cửa nó mở vậy? Sao có cái cửa nó mở kìa? Em bị con nào lạ. Ê, có khi nào mình lại gần cái con nguyên con ma nó nhào đâu sao? Tôi cũng sợ à. Ui, nó đóng cửa. Lùi. Đóng cửa. Lùi, dở rồi. Khoan kìa, thử, tôi muốn coi nó có con ma hay gì không nè. Nó đóng cửa. Nó mở cửa. À, nhìn cái nó đóng. À, hình như mình lại gần là cửa tự đóng lại thôi à. Mấy con ma này sợ người. Ok, thôi, cái chung là tầng này có ma, thôi mình đi. Vô bệnh viện là kinh kỳ rồi các bạn. Vô bệnh viện là biết là cái nghề này không dễ ăn rồi. Đã nói là thang máy bệnh viện kinh dị mà, trời ơi. Xấu mà, đó, ok, rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 8. Tầng 8. Có gì không đây? Đồng hồ nè, mọi thứ vẫn y như cũ nè. Chơi cái trò này phải banh con mắt ra mà nhìn nha bạn. Anh này vẫn bình thường nè. Ok, rồi xung quanh mấy bức tranh thì sao? Kiểm tra mấy bức tranh luôn. Không có con ma trong. Không có gì trong hết. Cái này bình thường hết. Trời ơi, lại là một ca dễ dàng rồi. Ủa, sao có số 6 đây vậy? Ê, hình như tôi thấy ở trên cái cửa nó có số 6 đúng không? Ông lưu lại coi mấy cái cửa khác rồi. Ê, cái cửa không có số nha. Cửa không có số, cửa sao có số được? Cái cửa hồi nãy nó đâu có số đâu đúng không? Không có số, tôi nhớ. Cửa không có gì có số. Ồ, vậy là sai rồi. Trời ơi, may quá. Ôi, tự nhiên mình dí vô cái cửa mình nhìn. Trời ơi, may quá. Đi. May quá. Rồi, tầng số 9 nè. Để coi tầng số 9 có gì khác biệt không đây. Mấy cái bình nước vẫn bình thường. Đồng hồ vẫn bình thường. Ok. Qua bên đây, NPC vẫn bình thường, không có gì hết. Trời, cái trò này nhức mắt quá bà, cái nhìn hồi vậy đó. Rồi, mấy cái... Ơi, hồi nãy mình chưa kiểm tra mấy cái lọ thuốc này nha. Mấy cái lọ thuốc này vẫn bình thường nè, không có gì khác nè. Mấy bức tranh vẫn ok nè. Ê! Ủa? Cái gì đây? Exit nó chạy được kìa. Cái con người que nó tự chạy nữa bạn. Rồi, cái này là sai rồi, cái này sai. Đi. Ồ. Dạ. Tính ra cũng dễ quá ha. Mình chơi thời gian đó là mình quen luôn rồi các bạn. Là cái gì nó xảy ra liền. Ok, vậy là mình đã đi lên được tới tầng 9 rồi đó. Wow, giờ mình lên tầng 10 nè.
Hình như cái này là để phá đảo được thì chúng ta sẽ phải lên tới tầng 100 hay sao các bạn ạ? Trời ơi trời, quá dữ. Không biết nữa, không biết có bao nhiêu tầng nữa. Rồi tầng 10. Rồi đóng cửa ông ơi, đóng cửa đi bông ơi, nó cắn. Bùa chặn kim luôn rồi, tự ở trong đi. Không không, tôi tò mò, tôi muốn coi thử coi con đó là con gì. Trời ơi, con ma chứ con gì. Hiền ơi. Ôi, nãy đen thui. Rồi tầng số 11 nè. Ôi trời, hồi nãy không đóng cửa kịp tụi nó nhào tới nó bắt tôi rồi đó. Nó bẻ cổ mình luôn các bạn. Ok ơi. Rồi tầng số 11 nè. Đứng hù tôi. Đồng hồ vẫn bình thường nè, mọi thứ vẫn bình thường, mấy bức tranh vẫn bình thường nè. NPC vẫn ngồi ở đây bình thường. Không có gì hết. Mấy cửa này ok hết, không có gì hết. Đó, mình cứ check qua, check lại, check lui, check tới vậy đó. Rồi từ từ coi bên mấy cái cửa sao đây. Ê, cửa vẫn vậy đúng không? Vậy là ok chưa? Hình như là đúng hết rồi đó. Trời ơi, làm mình lo lắng quá bạn. Hình như là đúng hết rồi đó, thôi mình cứ đi tiếp đi nha. Hy vọng là đúng, lần này hy vọng là đúng nha. Rồi, tầng 12 đi. Cho lên tầng 12, đừng có sai nha. Đừng có sai nha, đừng đúng có sai đi. Đừng có sai, đừng có sai, đừng có sai, đừng có sai. Yes. Lên tầng 12 rồi mini. Yes. Ok. Rồi tầng này coi có gì khác biệt nè. Exit nè, mấy cái này thấy không? Hồi nãy cái con này nó chạy nè, giờ đứng im rồi nè. Vẫn bình thường nè. Mấy bức tranh này không có con ma hay gì hết nè. Ok. Kiểm tra hết tranh đi nha. Mấy anh này vẫn ngồi đây nè, không có gì hết nè. Mấy bức tranh. Đúng rồi, Sammy nói đúng là mình phải kiểm tra hết mấy bức tranh luôn. Lỡ nó qua mấy bức tranh khác mình không biết đâu. Đúng rồi, mấy bức tranh này có gì hôm nay? Không có gì hết. Coi coi. Trời ơi, zoom to vậy. Không có gì hết. Mấy bức tranh này sao đây? Không có gì hết. Ôi, ủa? Ba cái đồng hồ đó. Có ba cái đồng hồ rồi mới đi. Trời ơi. Cái này là nó để ba cái đồng hồ, mình không để ý là mình thua rồi. Lùi lùi lùi. Lùi 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 lùi. Thấy chưa? Tin rằng dễ sợ chưa? Tôi đang chờ coi nó có cái gì đó đáng sợ hơn không chứ. Đúng mấy rồi. Cái này bình thường quá. Trời ơi. Nãy con ma hù vô. Ờ hồi nãy có con ma sợ thiệt các bạn. Trời ơi, quá trời đất. Rồi tầng số 13 nè. Số 13 là số xui xẻo đó. Để coi sao đây. Số 13, con số 13 cờ ra mà con mấy con số 13. Ok, cái cửa bình thường nè, không có gì hết nè. Mọi thứ bình thường nè. Đó, thấy chưa? Hey. Với ông nội tôi nhớ, ông liền luôn buồn với bạn ơi, ông này giỡn cười. Ui, ông đang ngồi cười kìa sao? Thì chưa, số xui xẻo. Ôi, đi, sợ quá, sợ quá. Số xui xẻo. Ê, có khi nào tới nó ông đứng lên, ông chạy lại chỗ mình không? Trời ơi, ghê quá. Ê, tôi bị sợ mấy cái người mà kiểu cười á. Ok, thôi, mình lên tầng tiếp theo. Trời, ông cười nhìn trời ghê ơi, chứ. Cái gì ông cười, cái khoe. Rồi, tầng số 14, tầng số 14. Wow, tính ra là, không, tính ra là bọn mình chỉ cần chơi thời gian mình phá đảo luôn á. Ô, oh. Con nên tới không? Ê, tôi thấy nó không an toàn lắm không ơi, nó phù ra con ma là mình đi luôn, lui lui đi. Nó có gì không? Không biết, kể kể đi. Mình đừng có đùa. Tôi tò mò quá, tôi muốn tới lại. Mình đừng đùa với tử thần. Ok, thôi không sao. Mệt lắm. Thôi mình không nên đùa với lại tử thần, mình không nên chơi ngu của mày không? Rồi. Mình biết là nó nguy hiểm, mình đâu có ngu, mình lại gần chi trời nữa. Ơi. Ok, mình đi tiếp đi. Trời ơi, rớt xuống cái lên tầng cuối tôi mệt lắm. Rồi tầng số 15 nè. Lên được bay đâu dễ. Rồi tầng 15 có gì không đây? Để kiểm tra nha. Anh này hết cười chưa? Anh này hết cười chưa? À, rồi anh hết cười rồi. Anh này buồn là đúng. Rồi đồng hồ vẫn có một cái nè. Bình nước bình thường nè. Mấy bức tranh nè. Cái máy bán nước này có gì không? Không có gì hết. Mấy cửa bình thường hết nè. Mấy bức tranh này bình thường nè. Lại bình thường rồi đó. Thuốc này cũng bình thường, không có gì hết nè. Bức tranh, kiểm tra bức tranh. Không có gì hết. Cái cây có gì không? Cái cây không có gì luôn. Sao mọi thứ cảm giác nó vẫn bình thường á nha. Ây da, tính ra cái phòng này mình đã lên tới tầng 15 rồi mà nó vẫn bình thường á ta. Có khi nào nó lừa mình nữa không? Chôn Việt Nam không? Kiểm tra kỹ lại lần nữa coi trong mấy cái thùng rác có gì không? Có bàn tay trong là cười nè. Có bàn tay trong đó là té xỉu liền luôn á. Cái kỳ kỳ. Hình như là không có gì vậy đó. Tôi nghĩ là thế. Rồi, đi tiếp thử nha. Trời ơi, ước gì nó có gì vậy. Sao đây ta? Có nên lên tiếp không Sam? Check thêm lần nữa nha. Ok rồi, đây nè, đồng hồ nè, mọi thứ bình thường nè. TV bình thường nè. Trên trần nhà nha, kiểm tra. Đó, mấy bức tranh bình thường hết nè. Cái thuốc là bình thường hết nè. Thùng rác kiểm tra hết chưa? Thùng rác hả? Thùng rác kiểm tra thùng rác nè. Đó, không có gì hết nè. Thùng rác nó có trụ nó nhét vô đó. Rồi trần nhà quay. Trần nhà cũng bình thường nè. Tôi nghĩ là chắc là đủ rồi đó các bạn ạ. Chắc là kiểm tra vậy là đủ rồi đó. Anh này vẫn ngồi đây, chân vẫn mang giày, áo, quần đồ đầy đủ nè. Rồi ok. Rồi ok. Rồi, đi nha. Đi. Đi. Đừng thua nha. Đừng thua. 16. Yes, tầng 16. Ồ, thở. Rồi, xung quanh vẫn bình thường y như cũ. Ồ, mấy bức tranh. Tôi nghi giờ nó bỏ mấy bức tranh nè. Đúng rồi. Lịch nè, vẫn bình thường lẽ, nè. Không lẽ ha. Báo động, báo động, báo động. Lui, báo động gì vậy?
Sợ quá, sợ quá. Báo động. Trời. Nguy hiểm. Oh my god. Ủa, tôi thua vậy? Ủa? Cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Chạy đi, bác ơi. Ui, từ, hình như là mình phải nhìn vào nó, mình không được quay mặt đi chỗ khác. Ui, hình như là đúng mình rồi, đúng rồi. Mình phải nhìn vào nó, mình không được quay mặt đi chỗ khác, mình quay mặt chỗ khác là nó sẽ di chuyển. Phải không? Đúng rồi. Nhìn nó. Bạn ơi, bạn gì ơi? Không biết cái cửa đâu vậy? Tôi không biết đường đi ra thoát ở chỗ nào nữa nè. Ok, đây. Rồi. Mình phải luôn nhìn nó nha bạn nha, mình phải luôn nhìn nó nha, mình quay mặt ra chỗ khác là thua liền. Mình mà không nhìn nó là mình nằm như mấy cái xác đó. Đúng rồi. Đi đường nào. Ok. Mình không thể nào quay lưng lại được, cho nên mình không thấy đường đi với bạn. Quay xong ông nhìn cái cửa. Qua đây. Những cái cửa đi. Từ từ, bình tĩnh, mình phải luôn nhìn nó sao hiểu không? Mình quay mặt đi chỗ khác là nó bẻ cổ mình liền. Rồi. Đó, nó đang dịch chuyển lại chỗ mình từ đó. À. Ok, không sao, Phong làm được. Nó dịch chuyển cũng chậm lắm, nó không dịch chuyển nhanh lắm đâu. Wow. Ok. Rồi mình cứ đi thôi. Mình mòn theo lối mòn thôi, mình đi theo. Oh my god, trời ơi. Ghê quá, sợ quá. Nó không có tay có chân luôn kìa. Con đó nó càng lúc nó càng lại gần mình kìa. Đâu vậy? Đi qua đây, ok. Phải luôn nhìn nó nha. Không, trời ơi. Nó tay bê tới mình luôn bạn. Đúng rồi, nó đang dịch chuyển từ từ lại chỗ mình đó. Rồi qua đây. Qua đây đúng không? Đúng rồi. Vô hang máy ơi. Đi. Trời ơi. Lên chưa? Sợ quá. Ôi. Ủa, lên tầng trăm rồi. Mình lên tầng trăm luôn rồi nè. Vậy là mình thắng rồi, mình được lên tầng trăm. Ủa, tầng trăm này có gì đây? Ủa, level mới hả? Như level mới á, như mình lên tầng trăm rồi được lên. Ủa, level mới nè. Lên tầng trăm luôn vậy? Từ, anh này hình như hồi nãy anh ngồi ngoài anh chờ khám bệnh, giờ anh được khám rồi nè. Giờ mình làm cái gì vậy? Nhìn quay nó có sự khác biệt không? Nè, khác biệt là cửa mở nè. Không, đây level mới rồi. Không, vậy là mình lên tầng tiếp theo á. Chắc là mình lên tầng tiếp theo á, tại cửa mở nè. Okay. Rồi, vậy giờ bây giờ mình nếu mà đúng chính xác thì mình sẽ lên tầng 101 nha các bạn nha. Ê, nhanh nha. Tính ra là đang tầng 16 thì đùng cái lên tầng trăm luôn. Ủa sao vẫn tầng trăm vậy? Đó, level mới nè, thấy chưa? Ủa? Đó, thấy chưa? Này level mới rồi. Nhưng mà mình phải làm gì vậy? Đúng rồi, đi lên. Bây giờ ông nhìn đi. À, có nghĩa là bây giờ nó thêm cái phòng này vô cho mình. Đúng rồi. À. Rồi ông nhìn đi, liên map vô. Nhìn cái nha. Anh này anh sẽ ngồi ở đây nè. Rồi. Cái giường là giường màu xanh ở đây nè. Hai bên đây là giường màu tím nè. Ok, mọi thứ xung quanh đây. Sole đó, xanh tím. Rồi, ok, bình thường rồi nè. Rồi, đi. Ok, vậy là nó thêm cái phòng nữa bạn. Rồi xong, giờ nhìn còn khó hơn nữa. Ok, không sao. Khó thì Phong càng thích. Trời ơi. Lên tầng trăm. Ui, ê rồi. Lời. Tính ra tưởng là chơi lâu lắm ai dè. Đùng phát lên tầng trăm luôn. Trời ơi, ghê. Rồi. 101. Tầng 101. Hình như mình phải lên tầng 666 á Phong. Có khi nào mình sẽ lên tầng 666 không? Đúng rồi, mới thắng được game. Rồi ok, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nè. Mấy bức tranh vẫn bình thường nè. Để vô phòng anh này coi sao. Đó, cái anh này nó quan trọng nè. Rồi, phòng anh này vẫn bình thường nè. Mấy cái đồ này vẫn bình thường nè. Cái cửa nó mở hả? Từ nhìn cái bệ thuốc này mở hả? Ủa khoan, hồi nãy cái thuốc này có mở không ta? Mở đâu ta? Khoan, từ từ, hồi nãy cái thuốc này có mở không sao? Trời ơi, không biết. Nào tôi không nhớ. Hồi nãy hình như mình không có nhìn nè. Nhưng mà tôi nhớ không có mở, tôi nhớ thôi. Thôi, chắc là nó không mở đâu ha. Chứ thuốc ai mà mở vậy đúng không? Thôi mình đi tiếp đi. Ê, có rớt xuống tầng 100 vậy? Ê, có khi nào mình đi cái mình sai cái mình xuống lại tầng 000 không? Ồ, đúng rồi. Không có gì hết trơn. Rồi đó, mọi thứ bình thường nè. Vậy là Sam đúng rồi đó, cái thuốc kia nó phải đóng hay sao á? Không, đúng. Ủa? Rồi, này mình đi đúng rồi. Vậy mình đi đúng rồi nè, vậy là cái thuốc này nó phải mở nè. Rồi, nhớ nha, anh này vẫn ngồi đây nè. Trên nóc nhà luôn, nhìn kỳ quá vậy. Nóc nhà vẫn bình thường nè, không có gì hết nè. Nóc nhà sao có cái bóng kỳ quá vậy? Cái bóng thôi chứ. Ông dọa tôi ghê quá à. Tôi đâu có cố tình dọa Sam đâu. Giờ sao ra được. Anh đẹp trai ơi. Ghê quá à. Anh đẹp trai ơi, anh cứ đó chơi á. Bọn em đi đây. Sợ quá, tôi sợ. Tôi cũng sợ. Trời ơi. Đầu tiên quá Manny. Đầu tiên quá.
Tiếp. Người ta đâu tin vì con ma, tôi đâu tin vì ông. Tôi nhìn thấy con ma tôi la lên, Sammy la lên bởi vì Sammy thấy tôi la. Ngộ quá à. Ok, phòng tiếp theo nè. Phòng tiếp theo vẫn bình thường mà nè. Mấy ông này chơi mất nết quá. Mấy ông này chơi kỳ chứ, chơi chị hù. Ui, có cái mặt của ai nè? Ông nội đang theo dõi mình vậy? Kìa, em ông cười kìa. Hình như cái ông này là tác giả tạo ra cái game này hay sao á. Rồi. Sai. Đi tiếp. Trời ơi trời. Ây da, tính ra nè, bọn mình từ nãy giờ hên, hên nhiều á. Chưa thua, à không, tính là thua một lần thôi à. Từ nãy giờ vẫn, bọn mình đó. Vẫn thắng nha. Ừ, vậy là mình chơi được cái màn game, mình lên được tầng 100 luôn các bạn là hơn đó. Rồi, tầng tiếp theo nè, 104 nè, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường nè. Đừng có ai hù tôi nha. Tôi sợ không, chứ tôi sợ ma đâu. Hù, có ai không? Không có ai hết. Bỏ cái TV tắt ra nè. Rồi, TV nó mở gì đó. Ủa, nãy cái máy này có bật không? Máy này có bật không? Nhớ là máy vậy mà không nhớ nữa. Không, trời, không có cũng vậy đúng không ta? Vậy chắc là đúng rồi đấy. Rồi mình đi lên tầng tiếp theo đi. Rồi vậy là chúng ta sẽ lên tầng 105. Đó, ngon. Sao cái ông nội nhìn mình vậy? Ê, cái này cái này dễ biết quá nha. Cái này là mình đi đến đâu là anh này anh nhìn mình đến đó nè. Liền tại ông này thường thường nhìn xuống dưới đất các bạn. Đúng vậy. Rồi anh này anh đâu có nhìn theo mình đâu. Rồi sai rồi. Đi anh tiếp này, đi tiếp mình xong bắt mình luôn. Ê, trời ơi dễ ẹt. Vậy là chắc là lên tầng 110 là cũng dễ á. Rồi, tầng tiếp theo nè. Đó, hết nhìn liền. Đó, ông hết nhìn mình đây nè. Đó, dễ nhưng... Wow. Trời ơi. Con ma. Nhiều ma quá. Nhiều ma quá sao. Đi. Trời ơi. Chanh ma đó các bạn. Chanh rồi. Con ma. Ok mấy bạn ơi. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ lên trên tới tầng 110 đi. Tầng 110 đi cho nó tròn đi. Ok, tôi nghĩ là như thế chứ tôi thấy nãy giờ cũng dễ. Đúng rồi. Ủa? Ủa? Đâu ra mấy anh này vậy? Hồi nãy hình như đâu có người nằm đây đâu đúng không? Đúng rồi. Wow. Đi. Ê dễ quá. Tính là dễ ta. Dễ. Chưa khó. Rồi. Tôi sợ mấy con ma nó hù mình vô thôi. Tôi sợ lắm. Rồi. Có đó, hình như là có nhiều tôi tầng nghĩ... có ma lắm á. Có. Ai cũng cục. Đó, hết mấy anh rồi. Rồi đó, giờ vô là hết rồi nè. Ok, anh này vẫn ngồi đây nè. Rồi. Có tiếng gì à? Cái gì vậy? Có tiếng gì đó sao ơi? Cái xe lăn. Đi tới gần thì quay mình chọc chó thì quay nó có... Tôi thấy cái xe lăn nó... Nó đuổi mình là mình chạy nha. Ui, chạy vậy vậy. Ôi sợ lắm. Ôi tôi sợ lắm, tôi không dám lại gần đâu, tôi sợ lắm. Ai đi xe lăn mà tàng hình vậy? Trời ơi, anh nào đi xe lăn tàng hình vậy? Thôi, không chơi đâu. Hèn gì tôi nghe cái tiếng gì đó, kít. Hóa là tiếng xe lăn nó lăn. Ok. Thì trong này chỉ cần nghe tiếng động 109 nè. Trong này chỉ cần nghe tiếng động là mình biết là nó là có dị dạng rồi đó. Đúng rồi. Ok. Còn nghe tiếng gì nữa không vậy? Mọi xung quanh vẫn bình thường nè. Mấy cống thông gió vẫn bình thường nè. Mấy cái này vẫn bình thường nè. Ok. Lần đầu tiên thấy nó yên bình vậy ta. Thấy lần này nó bình thường vậy ta. Yên bình lại lo lắng rồi đó. Tôi không có tin mấy cái yên bình vậy đâu. Tại vì ngang tầm 100 mình thấy nhiều dị dạng quá trời luôn á. Trong thùng rác. Chưa chắc thùng rác nha. Chắc thùng rác hay không? Thùng rác hả? Đây, tôi nghe có cái tay trong á. Tay bây giờ. Ờ, thùng rác này không có gì nè. Thùng rác ở trong... Coi thùng cái rác bên này hình như là cũng không có gì nè. Nước coi. Nước vẫn vậy nè. Water đó. Có vẻ như... Có vẻ như là tầng này là bình thường rồi đó. Chắc thùng rác trong kia nước đi. Phải không? Trong phòng rồi. Kia cũng có thùng rác luôn á. Chắc kêu kỹ, tôi sợ lắm. Bên kia, nó gần cái ông kia kìa. Không thấy được. Không có gì hết. Rồi. Tôi nghĩ là bây giờ mình đi tiếp được rồi đó. Tôi nghĩ là này an toàn rồi. 108 rồi, tụt xuống là mệt đó. Đúng rồi. Còn 2 tầng nữa thôi là thắng rồi nha. Không, 1 tầng nữa thôi là thắng rồi Sam. Mình 109 đây mà. Rồi. Giờ là lên tầng 110 nè. Là coi như là xong game mấy bạn ơi. À không, xong tập 1 thôi nha. Tại cái này là phải lên 600 tầng lận các bạn. Đúng rồi. Ok. Xem nốt đi được không? Rồi, thôi lên tầng 110 thôi. Để lại phần tiếp theo cho mấy bạn đón thôi không? Ok. Cho mấy bạn hóng chơi đó. Ok. Rồi, ok bạn. Vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy, hai đứa mình đã làm bảo vệ cho bệnh viện. Và mình đã
thám hiểm xong gọi là cái thang máy của ác quỷ 666 các bạn ạ. Đó, mình đã lên được tầng 100 gọi là 10 rồi. Đúng rồi, hình như là mình phải lên đến tầng 666, phải lên đến tầng đó lận, cho nên là mình nghĩ rằng cái này sẽ còn nhiều tập nữa nha. Cho nên là nếu như bạn nào mà muốn mình với Sammy sẽ làm tiếp tập tiếp theo thì đừng quên nhấn nút like video này, đừng quên được đăng ký kênh ủng hộ cho mình và Sammy nữa nha. 5k like là có tập 2 nha. 5k like hả? À? Thôi nhiều quá, 3k thôi. 5k thôi tôi cũng chịu. 5k lận hả? 5k nha. Ok, 5k like luôn nha các bạn nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Ôi, tôi không chơi trò này tiếp á.